Chào tất cả các quý vị nhá. Ở video này tôi chia sẻ các cái màu sơn của nhôm mà bên chúng tôi cung cấp nha, màu sơn tính điện nha. Đây là màu trắng sứ nha. Màu cà phê nhá. Màu lâu này. Màu cà phê lâu này. Và các màu khác nha. Đấy, các vị xem chọn màu nào thì chọn nha. Thứ tự là 1 2 3 4 5 6. Đấy, 6 màu nhá. Ai chọn màu nào thì chọn nhá. Video này kết thúc ở đây nhá. Ai hỏi thêm gì thì để lại bình luận bên dưới nhá. Xem các sản phẩm thực tế thì các vị có thể xem các video khác nhá.